Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo hồi ký của Đại tá Nguyễn Văn Tàu, tức Tư Cang, trong cuốn Sài Gòn Xuân Mậu Thân 1968. Báo cáo qua quan sát và nhận định của một sĩ quan tình báo có mặt tại chiến trường thì rất tốt, nhưng nếu kèm một tài liệu nguyên bản của giặc thì tốt hơn. Việc này phải nhờ đến Tám Thảo, phải chỉ thị cho cô ấy lấy tài liệu chỗ thằng thiếu tá Mỹ, cố vấn tình báo hải quân, nơi phòng làm việc của nó, thế nào cũng có tài liệu về trận tổng công kích vừa rồi. Đã đến góc đường Phan Đình Phùng, nghe mùi chiên xào thơm phức, mới chợt nhớ ra là từ sáng đến giờ mình chưa có gì vào bụng. Phải thưởng cho mình một bữa ăn ngon. Tôi rẽ vào tiệm cơm bình dân của người Hoa sát vỉa hè. Đi một mình, tôi thích chen vào những đám đông. Ăn một mình như chiều nay, tôi thích tìm sự im lặng trong những âm thanh hỗn tạp của những tiệm bình dân như thế này. Người dân lao động chen nhau lộn xộn nơi cửa ra vào, kéo ghế ngồi gần nhau, chỉ cần đủ chỗ để húp một tô cháo lòng hay lua một chén cơm chan canh cải bẹ xanh có quả trứng và lát gừng. Từ căn phòng bên, tiếng khua bát đĩa chạm vào nhau lỗn cổn, cái sủi lướt trên chảo, cái vá đụng vào nồi son, và trên tất cả, cái nền âm thanh phức tạp ồn ào này là tiếng ê a trầm bổng của gã phục vụ người Hoa khi tính tiền, khi gọi truyền một món ăn xuống bếp, khi từ dưới bếp trả lời lên. Người phục vụ đến cạnh bàn, tôi nhìn vào bảng thực đơn. À, có món ít xào. Phải ăn món ít để nhớ lại cảnh chiến khu đầu mùa mưa. Đêm gọi nhau dậy, soi đèn đi bắt ếch. Tôi bảo, cơm thố, một đĩa ếch xào, một tô canh cải. À, cho nhiều gừng vào canh nhé, đang lạnh đây. Bằng tiếng Quảng Đông, gã trồi giọng gọi xuống bếp như một câu hát. Và từ dưới bếp, người nấu nướng mập mạp ở trần, mồ hôi chảy ướt tạp dề, đầy dầu mỡ, trả lời lên cùng với một giọng ê a vui vẻ như vậy. Không phải đợi lâu, gã Quảng Đông còn trẻ lúc nãy đã bưng lên một mâm và bày tất cả lên bàn. Mấy thố cơm hấp, một tô canh, một đĩa xào. Tôi trố mắt nhìn gã hỏi, tôi kêu món ếch xào đâu? Gã chỉ vào cái đĩa xào trên bàn. Đây, ớt xào với tôm càng. Tôm tươi còn ngọt thịt lắm. Tôm bắt dưới sông Nhà Bè mà. Tôi vui vẻ phì cười nghĩ bụng. Thế là do ngôn ngữ, nếu mình phát âm đúng, thì đâu có sự lầm lẫn giữa hai món, ớt và ếch. Thôi cũng được, món nào đối với mình đang đói cũng đều ngon. Nhưng giống ớt gì mà to xanh như quả cà chua còn non thế này? Đặt vào miệng, không cay lắm, chỉ hơi the the mùi ớt. Như vậy là thêm một sự khám phá mới mẻ nữa đối với tôi. Trong Sài Gòn này, sẽ còn bao nhiêu điều lạ lùng mới mẻ nữa. Những năm mới vào đây công tác, có lần Tám Thảo vừa cười vừa nói với tôi. Anh Tư ơi, anh còn dốt lắm. Hơi tự ái, tôi hỏi vặn cho ra lẽ. Tám Thảo nói, hồi sáng này, tại nhà hàng Victory, anh vào trước, anh không cầm cánh cửa gió, để nó tự động đánh bật trở lại vào ngực em. Anh thấy không, lúc đó mọi người nhìn chúng mình, nơi đó toàn là khách hạng sang. Hơi bực mình tôi nói, tại sao em không tự tay mình đỡ lấy cánh cửa khi bước vào? Nghe tôi nói,
Tam Thảo rủ ra cười, như trêu tức. Cô nói, đi với anh Hai Trung, ảnh mở cửa xe cho em xuống. Vào nhà hàng, ảnh giữ cánh cửa gió tự động ấy cho em vào. Đi với anh, em quên, tưởng cũng vậy. Cô không cười nữa, nghiêm giọng lại. Coi chừng vì những động tác nhỏ không đúng điều ấy, mà có ngày anh em mình bị lộ chết. Anh biết không, Sài Gòn dưới thời Mỹ này, trong giới sang trọng có nhiều mốt mới lắm. Theo họ thì người phụ nữ phải được chiều chuộng. Ví dụ như cùng đi xe ô tô, anh bước xuống trước rồi phải mở cửa xe cho phụ nữ xuống. Cùng vào tiệm ăn, tiệm nhảy, anh đi vào trước, giữ cánh cửa gió lại để người phụ nữ ung dung đi vào. Cùng ngồi vào một bàn tiệc, anh gấp thức ăn bỏ vào chén cho người phụ nữ. Đừng bắt phụ nữ phải với tay để gấp món này, món khác. Còn nhiều việc lặt vặt nữa, lần lần rồi em chỉ cho anh. Anh vào đây công tác, đóng vai hạng người sang, mà anh không biết những động tác lặt vặt đó. Có ngày anh bị lộ, rồi em cũng bị ở tù lây. Hơi bực mình tôi nói, kỳ quá, ai làm cho được? Làm như vậy tưởng là tôn trọng, nhưng theo anh là coi thường người ta đó. Lần lần người phụ nữ cứ sống ỷ lại, mất hẳn tính tự lực tảo tần của ông bà mình thuở xưa. Dù nói vậy, nhưng sau buổi nói chuyện ấy, tôi có chú ý quan sát để lần lần tập cho mình làm quen với những động tác lặt vặt trong nếp sống, nếp suy nghĩ mà tôi cho là kỳ quặc, lai căng. Do đó mà khi đi một mình, tôi thích luồn vào những tiệm bình dân như thế này. Ở đây mình ăn hết, húp hết, giống như bà con nông dân hay anh chị em đồng đội trong chiến khu. Còn khi đi với anh Hai Trung, anh Tám hay cô Tám Thảo vào những tiệm ăn sang trọng như Victory, Giver, Continental, thì cầm muỗng, nĩa, dao, gò bó, ăn dĩa cơm, tô súp không được chén hết mà phải để lại một phần. Như thế mới ra vẻ người sang trọng. Kỳ quặc thật. Nhưng vào tiệm bình dân hoài cũng không được. Có điều hại và không tiện. Hại là bọn đầu hàng phản bội thường có mặt ở đây. Vì một lẽ giản đơn, bọn này ít tiền. Bất tiện là ồn ào, chật chội quá, không bàn bạc được việc gì. Ra khỏi tiệm ăn người Quảng Đông, tôi tiếp tục đi bộ về phía ngã 6. Đã chiều rồi, và lại cũng không có việc gì gấp, nên cứ đi bộ cho thoải mái. Tôi nghĩ vậy. Qua khỏi ngã 4 đường Hồng Thập Tự, bỗng có tiếng gọi. Chú Tư! Chú Tư! Tôi đứng lại. Một cậu bé đang vui mừng gọi tôi. Cậu ta đội nón lá lụp xụp, chống sẻn, đứng bên một đống cát to tướng. À, tôi nhớ ra rồi. Gia đình cậu ta ở xã An Thành, huyện Bến Cát. Năm 1966, Mỹ thả bom tan nát cả làng, cả xóm, trục dân đi, tạo ra một vùng trắng. Cả gia đình bồng bế nhau, vượt sông Sài Gòn qua ấp Bến Đình thuộc xã Nhuận Đức, quận Củ Chi, cất một lều tranh nhỏ cạnh đơn vị tôi. Hằng ngày rỗi rãi công việc, em hay sang chơi với chúng tôi. Vì rất thích vũ khí, rất mến anh em bộ đội. Em biết rất rõ, tôi là người chỉ huy. 2 năm, em đã lớn xộn rồi. Với nụ cười chân chất của người nông dân, thoáng một vẻ ngạc nhiên thật sự, em hỏi, chú Tư đi đâu dưới này? Đi chơi, tôi trả lời. Thật ra, tên em là gì tôi quên rồi. Em trố mắt nhìn tôi. Chú mà đi chơi? Ừ, đi chơi. Nhưng thấy sao hay vậy nghen? Tôi nói nhanh,
hình như đã đoán ra một vấn đề gì đó quan trọng. Em cúi xuống, tiếp tục xúc cát vào chiếc xe đẩy. Đến lượt tôi hỏi, cháu làm gì dưới này? Cả nhà mình giờ ở đâu? Không nhìn lên nữa, em đáp, giọng buồn buồn. Trên đó bom đạn ở không nổi nữa chú Tư. Tản cư xuống dưới này hết rồi. Không có nhà, ở gần ga xe lửa. Ban ngày cháu đi làm mướn, tối đạp xích lô, phụ tiền với ba má nuôi mấy em. Tôi muốn đến ôm em thân mật như hồi còn sống bên nhau trong khu du kích. Chiến tranh đã bứng gốc những gia đình nông dân lam lũ này, ném ra vỉa hè của đô thành. Tôi quay mặt đi, che giấu niềm cảm xúc dâng trào trong tim. Thôi, cháu ở đó làm nhé. Chú gửi lời thăm ba má cháu. Dạ, chú Tư đi mạnh giỏi. Gần đến ngã rẽ vào đường Nguyễn Du, tôi còn ngoảnh lại nhìn em lần nữa. Thương quá, những đứa trẻ như vậy, rồi đây, đời sống, việc học hành sẽ ra sao? Thấy tôi trở về, cả gia đình Tám Thảo mừng lắm. Tối, nằm ngủ chung trong mùng, ba hỏi. Sao con? Rút hết rồi hả? Đằng mình bị thiệt hại nhiều không? Dạ, không sao đâu ba. Phải đánh nhiều trận như vậy nữa, tụi nó mới ngã. Sáng dậy, tôi giao nhiệm vụ cho Tám Thảo trước khi cô đi làm. Hôm nay, em lấy cho anh những tài liệu về trận tấn công vào Sài Gòn Gia Định. Những tài liệu ấy đến chỗ em hôm qua. Có cả tài liệu của Tổng Tham mưu Ngụy và của Tình báo Mỹ. Em đọc rất kỹ, có thể kể nội dung cho anh ghi lại, được không? Trường hợp mình không lấy được tài liệu nguyên bản mới phải làm như vậy. Lấy được nguyên bản, gửi về trên vẫn có giá trị hơn. À, sau trận đánh vừa qua, chúng có lục soát dữ hơn không? Tôi để ý thấy Tám Thảo có nhíu mày, thoáng suy nghĩ đôi chút, cô nói. Có khó hơn trước, nhưng không sao. Em có cách làm cho tụi nó không xét túi xách của em. Trưa nay, em sẽ giả nhức đầu, nhờ tên thiếu tá Mỹ đưa về. Tôi cười. À, anh nhớ câu nói của em rồi. Thiếu tá Tình báo Mỹ đưa về. Thiếu tá Tình báo Việt Cộng đưa đi. Trên đời này, anh nghĩ chỉ có em là số một đấy nhé. À, mà quên, chiếc Honda anh chưa lấy về. Được rồi, chiều nay em sẽ nhờ em Lan lấy xe xốc lơ chở em đi làm. Trưa, tôi xin phép gia đình để được ăn cơm sớm hơn mọi bữa. Ăn xong, tôi lên gác. Từ trong một chỗ giấu bí mật, dưới các cây vải ngổ ngang, tôi lôi ra các dụng cụ chụp ảnh tài liệu và làm động tác chuẩn bị. Gần 11 giờ rưỡi, tức là giờ tan sở, tôi bò lần vào cái kẹt quen thuộc nằm giữa mái nhà và tầng gác. Từ đây, tôi có thể quan sát ra mặt đường Gia Long. Tôi muốn nhận rõ mặt một lần nữa tên thiếu tá Tình báo Mỹ. Còn 2 phút nữa mới đúng 11 giờ 40. Một chiếc du lịch màu đen hiệu Mercedes đổ lại ngoài đầu hẻm. Chỉ có 2 người ngồi băng phía trước. Cửa xe phía tài xế được mở ra. Một thanh niên Mỹ ăn mặc sang trọng bước xuống. Hắn còn trẻ, có vẻ nhanh nhẹn. Hắn đi vòng sang bên kia, đưa tay mở và đứng vịn cửa xe. Đúng là ga lăng kiểu Mỹ, như Tám Thảo dạy tôi. Tám Thảo dáng điệu tha thước, trong chiếc áo dài bước xuống. Nét mặt cô rạng rỡ với một nụ cười thật tươi. Hai người còn đứng lại trao đổi mấy phút. Những câu tiếng Mỹ xen lẫn trong tràng cười giòn tan. Tên Định mập mạp, lùng tịt, lấp ló nơi đầu ngõ. Tám Thảo đưa tay cho tên Mỹ bắt. Sau động tác rất lịch sự ấy, hắn mở cửa, chui trở vào trong xe. Cánh cửa đóng sầm một tiếng.
chiếc xe rồ máy vọt thẳng. Tám Thảo đi vào ngõ hẻm. Tiếng tên Định oang oang. Chào cô Mỹ Nhung, cô đi làm có xe đưa về đấy à? Dạ, hôm nay tôi không được khỏe, nên thiếu tá lái xe đưa tôi về. Hắn thốt lên đầy ngạc nhiên. Trẻ thế mà thiếu tá rồi à? Vâng, người Mỹ mà, thiếu tá xếp tôi đấy. Hắn đứng trông theo Tám Thảo. Cái mặt phì nộn đáng ghét ấy hướng ngay vào chỗ tôi ngồi. Nếu trong khu du kích chỉ cần một cái vẫy tay của tao là viên đạn súng ngắn này cắm ngay vào mặt mày. Tôi nhanh chóng bò trở ra, phủi bụi và ván nhện còn vương trên quần áo, ngồi im lặng đọc sách dưới bàn thờ Phật Bà. Tôi không muốn để Tám Thảo biết có động tác theo dõi vừa qua. Tám Thảo đã vào nhà, chào hỏi dăm ba câu, cô đi luôn lên gác. Tôi nhìn cô dò xét, thấy nét mặt vui tươi, tôi đoán có kết quả mỹ mãn. Cô rút từ trong giỏ sách ra, đưa cho tôi hai xấp tài liệu. Liếc nhìn qua, tôi thấy những dấu Topsoner, Confidentiation. Tôi đã rất hài lòng. Cô nói, anh phải giải quyết những tài liệu này trong buổi trưa, đến giờ đi làm. Em đem vào sở trả lại. Khi cần, nó hỏi, không có để đưa ra thì gay lắm. Biết rồi, không quá 15 phút đâu. Em ăn cơm rồi cứ nghỉ đi. Xong, anh sẽ để trở lại vào giỏ sách cho em. Tám Thảo đi vào buồng thay áo. Tôi tranh thủ đọc lướt qua. Đúng là những tài liệu rất quan trọng. Một bản báo cáo sơ kết của Bộ Tổng Tham mưu Ngụy đi vào thiệt hại cụ thể từng trận đánh trong vùng Sài Gòn Chợ Lớn với những nhận định đại khái. Hoàn toàn bị bất ngờ về quy mô và thời điểm tấn công của Việt Cộng. Thiệt hại nặng nề quân số, vũ khí, phương tiện chiến tranh. Đang ổn định lại tâm lý rã rời của binh sĩ trước chiến thuật táo bạo của Việt Cộng. Có một điều là, qua trận đánh này, cơ sở mật của Việt Cộng trong thành phố và ở nông thôn vùng ven bị lộ nhiều. Cần đẩy mạnh hoạt động chiến dịch Phượng Hoàng để diệt cơ sở hạ tầng của Cộng sản. Bản tường trình của cơ quan tình báo quân sự Mỹ sau khi lướt qua các trận đánh trên toàn miền Nam có những nhận định về nguyên nhân bị bất ngờ và những kiến nghị đáng lưu ý. Từng đơn vị cơ sở phải rà lại các lưới điệp báo của mình. Cái nào mất tác dụng thì mạnh dạn cắt bỏ để tăng chi phí cho những nhân viên còn có hiệu lực. Vừa qua, có nguồn tin tốt từ trong nội bộ Việt Cộng cho biết sẽ có trận đánh vào Sài Gòn. Nhưng tin tức ấy không có tác dụng vì các cơ quan nghiên cứu của ta ở Sài Gòn, tức Mỹ, cho là tin giá trị thấp. Có thể là tin nghi binh, chỉ để tham khảo. Vậy phải xem lại và bồi dưỡng nguồn tin ấy. Trong bản tiếng Mỹ còn có đoạn: từ lâu, các đơn vị chủ lực của Việt Cộng lần lút trên rừng biên giới Campuchia, không chịu tiếp chiến với quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa trên quy mô đơn vị lớn. Nay, họ đã xuống đồng bằng, nhận chiến với ta trên những vùng đầm lầy ven Sài Gòn. Đây là thời cơ để dùng bộ binh kết hợp hỏa lực phi pháo tối đa để tiêu diệt chủ lực Việt Cộng. Tám Thảo xuống dưới nhà ăn cơm. Tôi chuẩn bị các dụng cụ chụp ảnh, gắn đèn rọi sáng cực mạnh, có chụp che kính bên trên, vặn thêm ống kính chụp gần, có tra kính chuyên chụp tài liệu, đưa vào máy ảnh một cuộn phim đen trắng với độ nhạy cao. Xong đâu đấy, tôi lật và chụp từng tờ, hết tài liệu Mỹ đến tài liệu của Tham mưu Ngụy, chỉ hơn 10 trang
chưa hết một cuộn phim. Tám Thảo ăn cơm xong, lên gác chuẩn bị đi nghỉ, thì tôi cũng vừa hoàn thành công việc. Tôi xếp tài liệu trải vào giỏ cho cô, tháo cuộn phim đã chụp ra và giấu tất cả máy móc, dụng cụ trở lại nơi kín đáo. Sau đó, tôi lấy một tập giấy hút thuốc ABC ra viết một bản báo cáo riêng về trận tổng công kích Mậu Thân đợt 1. Tôi ghi lại những tin tức do anh Tám cung cấp, tường trình lại buổi nói chuyện với tên đại tá thuộc Bộ Tổng Tham mưu Ngụy tại nơi làm việc của anh Hai Trung, và nhận định riêng của tôi về kết quả, ảnh hưởng của trận tổng công kích. Đối với những tài liệu chụp ảnh nguyên bản thì cấp trên sẽ nghiên cứu, nhưng tôi lưu ý hai điểm. Một là theo bản báo cáo của tình báo Mỹ thì ý định về tổng công kích của ta kẻ thù biết được từ một tháng trước, cần tìm hiểu nguyên nhân, đề phòng nội gián. Hai là nên lưu ý đối với âm mưu của bọn Mỹ ngụy để khỏi bị tiêu hao lực lượng chủ lực trên các chiến trường vùng ven Sài Gòn. Nên củng cố rút vào bí mật trở lại những cơ sở và tổ chức quần chúng trong thành phố và nông thôn vùng ven. Sau đó, tôi báo cáo về tình hình an toàn của cụm và của bản thân tôi. Cả buổi chiều hôm ấy, sau khi em Lan chở Tám Thảo đi làm, tôi ngồi một mình trên gác lo bọc kín và ngụy trang các tài liệu sẽ gửi về cấp trên. Lúc còn ở miền Bắc năm 1960, tôi có học đến kỹ thuật gỡ bóc màng mỏng của những tấm phim. Làm như vậy thì khối lượng hàng gửi đi sẽ nhỏ lại. Một cuộn phim 36 kiểu ảnh chỉ vo tròn lại bằng đầu ngón tay út, nhưng mất công pha thuốc hóa chất phức tạp và động tác phải rất tỉ mỉ, sơ suất màng phim rất mỏng sẽ dễ bị rách. Do đó mà tôi quyết định dùng cách ngụy trang đơn giản hơn. Theo lời tôi dặn, Lan ghé chợ mua về cho tôi mấy chiếc nem và một hộp thuốc bao sáp tam tinh hải cẩu bổ thận hoàng. Tôi lấy dao tách đôi viên thuốc bao sáp ra, cho bản báo cáo vào bên trong, kê vào đèn, đốt cho liền mí, rồi để vào hộp trở lại cùng với các viên khác. Đối với cuộn phim, tôi đưa nó vào trong một chiếc nem, quấn lá buộc dây lại cẩn thận, cho một sợi râu bằng lá chuối dài hơn để phân biệt với các chiếc nem khác. Kinh nghiệm trên đường đi, cũng có thằng lính ngụy xin vài chiếc nem để nhậu chơi cho đỡ buồn. Lúc ấy, người giao thông phải biết chiếc nem nào có bộ ruột quan trọng mà chừa lại, mà phải với một động tác rất tự nhiên, không cần nắn bóp từng chiếc nữa. Sáng mùng 8, đúng ngày hẹn liên lạc với cô Hai Ánh, tôi phổ biến giờ, địa điểm và quy ước gặp gỡ người không quen cho Lan đi gặp. Cầm tài liệu trong mình đi ra ngõ, tôi vẫn ngại tên chỉ điểm. Tôi cứ hình dung một lúc nào đó vừa đi ra đầu hẻm, tôi sẽ bị bọn công an chìm, ập đến khám xét. Lúc đó mà có tài liệu, nhất là tài liệu nguyên bản như hôm nay, thì chẳng những nguy hiểm cho cá nhân mình mà ảnh hưởng đến các cán bộ điệp viên trong lưới. Người chỉ huy ra đường tay không là tốt nhất. Còn đối với Lan hay Huệ hay một người nào khác trong nhà ra đường với một món đồ trong tay là chuyện bình thường. 8 giờ sáng, sau khi cùng phụ với má bày hàng ở sạp vải, Lan xách giỏ đi về phía rạp hát Long Phụng. Theo đường Lê Thánh Tôn, quẹo qua Trương Định, đụng đường Gia Long, rẽ trái đi một đoạn thì tới. Đúng 8 giờ 20 rồi, Lan đến bàn bán vé số trước cửa rạp hát. Một thiếu phụ tay trái cầm một giỏ sách bằng nhựa màu đỏ, tay phải cầm hai tấm vé số, nhìn vào tấm bảng ghi các số trúng trước mặt. Lan bước đến khẽ hỏi, có trúng không chị? Tiếc quá, chập mất hai số. Và người thiếu phụ nhìn Lan hỏi lại, còn chị, có trúng không? Lan thò tay vào giỏ sách, lấy bóp ra, mở bóp, rút ra cũng hai tấm vé số và nói với người thiếu nữ, khó trúng thật, tôi cũng chập mất hai số đầu và số cuối. Nói xong, Lan bỏ đi, thiếu phụ đi theo, không phải ai xa lạ, mà đó chính là Hai Ánh, người nữ giao thông của cụm A18.
Lan rẽ vào tiệm ăn ở đầu đường Gia Long. Hai Ánh cũng bước vào. Lan gọi hai tô mì bồ câu. Trong lúc ăn, Lan giao hàng và nói thêm: chiếc nem có buộc râu bằng lá chuối đó. Và một trong những viên thuốc trong hộp này, anh Tư nói, hàng kỳ này quan trọng lắm, dặn tôi phải nói với chị là phải rất cẩn thận và dặn lại anh em trên ấy, chuyển theo lối hỏa tốc. Quan sát mọi người xung quanh, không ai chú ý, Hai Ánh lần lượt bỏ vào giỏ của mình. Trong lúc trả tiền, cô lấy ra một ve dầu song thập, mở nút xoa lên mũi. Cô đặt ve dầu lên bàn và nói nhỏ với Lan: chị chuyển hộp dầu này cho anh Tư. Trưa hôm đó, trên căn gác nhà Tám Thảo, tôi tháo hộp dầu song thập ra, xem xét tỉ mỉ. Tôi đoán biết lần này chỉ thị của cấp trên nằm trong phần còn trắng của tờ giấy quảng cáo của ve dầu. Tôi pha chế một loại hóa chất có sẵn và thoa lên bề mặt của tờ giấy. Lần lần, những dòng chữ hiện lên rõ nét. Anh Tư, phòng gọi anh về căn cứ dự chỉnh huấn. Trước khi về, anh hãy đến 7-29 Bà Lê Chân, chợ Tân Định, nhận 100 ngàn chi cho công việc trong lưới. Ba Tâm. Trước khi đốt hủy tờ giấy, tôi đọc lại một lần nữa để nhớ rõ nội dung, nhất là địa chỉ mà mình sẽ đến. Nét chữ và chữ ký cuối thư gợi lại trong tôi hình ảnh đồng chí Ba Tâm với khu rừng trên căn cứ. Ba Tâm quê Bến Tre, về cùng một đoàn cán bộ tình báo do tôi phụ trách, chỉ huy vượt Trường Sơn cuối năm 1961. Hồi kháng chiến chống Pháp, anh bị giặc bắt, những trận đòn tra tấn của quân thù làm cho phổi anh bị tổn thương nặng. Lúc chọn người đưa về chiến trường miền Nam chống Mỹ, các bác sĩ đã không đồng ý cho anh đi vì phổi anh bị bệnh, sẽ không vào đến miền Nam. Nhưng anh nằng nặc xin đi, luôn tỏ ra mình rất khỏe. Những lần mang ba lô gạch luyện tập leo dốc vượt đồi, những thử thách trước khi đến với thực địa trên dãy Trường Sơn nghiệt ngã, anh đều hoàn thành tốt. Do một quyết tâm gan lì như vậy, nên cuối cùng người ta cũng để anh gia nhập đoàn đi, hy vọng vào một phép lạ. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng đội, anh đã thành công. Nhưng hành quân vượt Trường Sơn, đến ngày thứ 99, vừa bám vào rừng Bắc Biên Hòa thì anh không còn đứng vững nữa. Những cơn ho rũ rượi và cứ mỗi lần ho là máu tươi lại phun ra. Trong đoàn 12 người, sót lại chỉ còn tôi và Lê Năm, một đài trưởng vô tuyến điện cùng quê Bến Tre, là còn đủ sức để khiêng Ba Tâm đi nốt ngày cuối cùng, ngày thứ 100, để đến trạm chót của đường dây nối mạch sóng đang dâng trào của quân giải phóng miền Nam. Thật là một người gan thép, vượt Trường Sơn bằng ý chí quyết thắng của người cách mạng. Giờ đây, anh được phân công trợ lý điệp báo, giúp thủ trưởng phòng nắm sát cụm A18 chúng tôi. Theo thơ của Ba Tâm, thì trước mắt tôi có hai việc phải làm. Một là chuẩn bị cho chuyến về căn cứ, hai là đến địa chỉ ở đường Bà Lê Chân gần chợ Tân Định nhận tiền. Những ngày này, có lẽ trên các trục đường ra vào thành phố, giặc còn tra xét gắt gao. Do đó, việc về căn cứ không thể coi thường. Mình sẽ chở tấm kiêng bằng Honda đi về ngõ Củ Chi hoặc Bến Cát tùy theo tình hình, đóng vai hai vợ chồng, một thầy ký về quê ăn dỗ. Mình sẽ gặp chị Ba để chuyển chỉ thị cho cô tấm kiêng chuẩn bị. Còn việc đến đường Bà Lê Chân nhận tiền, chà, địa chỉ này mình chưa đến lần nào, chủ nhà mình không hề quen biết, hơi gay đấy. Nhưng có lẽ cấp trên nắm chắc rồi mới gửi tiền và bảo mình đến lấy. Sáng hôm sau, tôi lấy xe vé lo sơ lê của em Lan, chở Tám Thảo đi làm. Nhìn chúng tôi đẩy xe ra cửa, Ba cười và nói: con gái lớn rồi mà không biết đi xe, cứ bắt anh chở đi. Hôm nào con tập cho em nó biết cưỡi xe, để con đỡ phải mất công và nó phụ với con trong công việc. Ồ, gì cho chuyện đó dễ thôi Ba, một buổi chiều ra ngoại ô là xong. Cho Tám Thảo xuống trước cổng bộ tư lệnh hải quân, tôi quanh lại chợ cũ, đi dài theo lề đường Hàm Nghi, đến khu vực chợ chim, chợ chó. Từ xa tôi đã nhận ra chị Ba với gánh hàng của chị. Theo quy định, thì những ngày chẵn từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, chị Ba có mặt trên đường Hàm Nghi, trong phạm vi 200 mét, từ tiệm nước Liên Hưng của người Hoa,
cho đến khu chợ chó. Có tài liệu của tôi hay của anh Hai Trung thì cứ trực tiếp đưa ra đây. Phần của chị ba là tổ chức chuyển gấp về khu căn cứ, khi thì qua cô Tám Kiên, khi thì chị trực tiếp đi xe đò về Phú Hòa Đông, đưa thẳng đến nhà dưỡng hai, giao cho thím ba đệt. Chị ba quê ở Long An, là một người giao thông can đảm và dày dạn kinh nghiệm. Chị làm công tác giao thông cho đảng từ trước những năm 1940. Năm ấy, chị mới trên dưới 20 tuổi, theo chồng và các đồng chí khác làm cách mạng. Anh ba bị giặc Bắc đầy đi côn đảo, chị tần tảo nuôi hai con tiếp tục sự nghiệp. Từ khi cách mạng miền Nam chuyển mình với phong trào đồng khởi năm 1960, chị ba được tổ chức phân công về làm giao thông cho tình báo. Đầu năm 1962, khi tôi bắt đầu nhận công tác chỉ huy cụm tình báo quân sự A-18, thì đã có mặt chị ba trong đội ngũ giao thông mật của cụm. Tôi dựng xe bên lề đường, tạp vào hàng những người chuyên bán thức ăn cho chim, mua gói hạt kê, đến gánh vàng giả của chị ba. À, tôi quên nói, công việc bình thường của chị ba là bán vàng giả, tức là đồ nữ trang mạ vàng, người ta mua cho trẻ con. Người lớn có khi cũng dùng, còn mới, nước xi bóng loáng, nhìn thoáng qua tưởng là thiệt. Tại Sài Gòn này, người ta mua để trang sức trong một đám tiệc rồi bỏ đi vì rất rẻ. Tôi ngồi xuống chọn vài món đã bày sẵn trên bàn, chờ cho khách hàng đi hết, tôi nói nhỏ. Chị nói với cô Út, chị ba gọi Tấm Kiên như vậy, về lại cư xá Thị Nghè, Tư Lâm, không khai gì cả, đã thành án chuẩn bị đày đi Phú Quốc. Một thiếu phụ ngồi xuống chọn chiếc vòng, đứa con gái dễ thương đứng bên cạnh tôi, đòi mẹ mua cho nó. Tôi chuyển câu chuyện chỉ vào đứa bé. À đúng rồi, con tôi cũng bay lớn vậy nè, mập hơn một chút, chị làm ơn chọn cho một chiếc vòng, vài chiếc cà rá. Chà, chuyện này phụ nữ dắt con đi mua có phải tốt hơn không? Thiếu phụ nhìn tôi mỉm cười, móc bóp trả tiền rồi dắt con đi. Tôi tiếp câu chuyện. Chị nói với cô Út chuẩn bị xe Honda, xăng nhớt đầy đủ, 8 giờ rưỡi sáng ngày kia, tức là ngày 11 âm lịch, có mặt tại đầu chợ Bà Chiểu, chỗ hàng bán hoa, cùng đi với tôi về khu căn cứ. Đi về bằng con đường nào? Do cô Út chịu trách nhiệm chuẩn bị. Thôi, tôi đi. Tôi trả tiền cho chị ba và mang đi số nữ trang đã được chị gói lại cẩn thận. Nay mai về trên quê, phân phát cho bọn trẻ. Thích lắm đây. Thấy còn sớm, tôi chạy vòng qua trung tâm văn hóa Pháp, chọn sách ngồi đọc, cho hết giờ làm việc, rồi về nhà tám thảo ăn cơm trưa. Tôi báo cho cô biết là chiều nay, theo chỉ thị của cấp trên, tôi sẽ đến vùng chợ Tân Định để nhận tiền về chi cho trong lưới. Đi đâu, làm gì cũng phải báo cho đồng đội biết. Điều đó đã trở thành thói quen đối với tôi. Huống chi chiều nay, tôi đến một địa chỉ lạ, gặp những người không quen, chưa biết lành dữ ra sao. Nếu có việc gì nguy hiểm xảy đến với tôi, thì tổ chức cấp trên cũng biết để lần ra manh mối. Sau khi đã nghiên cứu kỹ trên bản đồ đô thành Sài Gòn chợ lớn, khoảng 3 giờ chiều, tôi đạp xe gắn máy đi về đại lộ Hai Bà Trưng, chợ Tân Định đây rồi. Tôi liếc nhìn tấm bảng trên đường, bà Lê Chân. Tôi quẹo sang phải, trong thư cấp trên đề là số 7-29, như vậy là quanh vào một ngõ hẻm nữa, bên phải. Đã đúng địa chỉ, tôi ngừng xe, nhà có vẻ sang trọng. Cánh cửa ngõ bằng sắt khép kín, nhìn quanh không thấy chuông điện. Tôi đưa tay gõ cửa. Một cô bé đi ra cúi đầu lễ phép chào khách. Tôi đẩy xe vào dựng ở sân. Cánh cửa ngõ được khép lại. Tôi theo cô bé vào phòng khách. Cảnh tượng trước mắt làm tôi hơi chững lại. Thoáng đôi chút phân vân. Hai người đàn ông đang ngồi nhậu. Trên chiếc bàn còn bày la liệt sò huyết, muối tiêu chanh, những muối bưởi lột sẵn và một bình rượu vang. Tôi, một khách không mời mà đến, rõ ràng hơi ngại. Cả hai người đều dây ra nhìn tôi. Trong hai người, ai là chủ nhà, ai là khách, hay cả hai đều là khách? Thật khó nghĩ. Tôi vui vẻ, xin chào hai ông. Người lớn tuổi hơn điềm đạm hỏi tôi, xin lỗi, ông đến đây có việc chi? Tôi đáp,
Thưa, bà ở nhà có mời tôi đến để bàn công việc làm ăn. Sự bối rối thoáng hiện trên nét mặt người vừa hỏi tôi. Nếu nhìn kỹ rõ ràng, ông ta hơi biến sắc, giọng lạc đi đôi chút, ông nói. Thật đáng tiếc, nhà tôi hôm nay đi vắng. À, thì ra đây là chồng, người chủ nhà. Chắc ông biết con người thật của tôi, biết rõ tôi đến đây để làm gì. Nhưng còn người khách lạ là ai? Mặt đỏ, những đường gân nổi rõ trên cái cổ to, đôi mắt long lên nhìn tôi sòng sọc. Đi ra để thoát khỏi căn nhà này thì là tốt nhất, tôi nói. Ồ, như vậy ông nói giùm bà nhà là chiều nay tôi có đến. Thôi, khi khác bà hẹn lại. Xin phép hai ông, tôi về. Người khách lạ nói to. Đâu có dễ vậy ông bạn ơi. Ở cái đất Sài Gòn này, gặp nhậu là phải nhậu, chưa về được. Hắn nói với giọng người say, hoặc giả bộ say cũng không chừng. Vừa nói hắn vừa đưa tay kéo một cái ghế đặt giữa hắn và người chủ nhà, gọi cháu gái đưa thêm ra một cái ly, rồi rót đầy ba ly rượu. Tình thế này đúng là không thể rút êm được, tôi nói, cố giữ giọng khiêm tốn và lễ phép. Nếu hai ông cho phép, tôi cũng xin tiếp được vài ly. Hắn ngã đầu ra ghế dựa và cười. Có thế chứ, cũng điệu nghệ đó. Rồi hắn nâng ly lên, tôi cũng nâng ly lên, bụng nghĩ. Được, mày muốn thử sức thì tao cho thử. Tao đã từng uống rượu đế bằng tô con rồng với mấy ông ghe trễ ở cầu Ông Lãnh, thì đối với thứ rượu vang này... Ly của hắn cũng mạnh vào ly tôi đánh cốp một tiếng, kèm theo câu nói lè nhè. Xin chúc mừng buổi gặp gỡ hôm nay. Tôi đáp, xin chúc mừng. Và tôi đưa ly qua, khẽ chạm vào ly rượu người chủ nhà. Tôi cố giữ thái độ vui vẻ tự nhiên để ông ta bình tĩnh trở lại. Xin chúc mừng ông chủ. Ông ta đáp. Ừ, xin mời thầy làm vài ly cho vui. Người khách lạ đưa ly rượu lên nuốt ừng ực. Tôi cũng uống như một dân sành điệu. Vừa uống vừa liếc mắt tiếp tục dò xét xem hắn thuộc hạng người nào. Hắn để ly xuống, tôi cũng để xuống bàn cạn khô. Bên ông chủ thì còn hơn nửa ly. Chắc ông ta không còn hứng thú gì để uống. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của ông, tôi rất thông cảm. Hắn lại tiếp tục xách bình rượu lên rót đầy ba ly rồi cùng, rồi nốc hết. Tôi cũng vậy, bụng nghĩ. Uống đến mày say thiệt, say mềm càng tốt. Nhưng nó ngưng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, hắn hỏi. Thầy làm ở đâu? Tôi làm cho Okoget, văn phòng kế toán, ở lầu 1 Thương Xá Tát, đại lộ Nguyễn Huệ đấy. Okoget tức là viết tắt của những chữ Office de Comptabilité et de Gestion. Tôi cố ý nói tiếng Pháp đúng giọng. Như hai võ sĩ đã gài độ trên đài, tôi không còn sợ nữa và mạnh dạn hỏi lại hắn với giọng thân mật hơn. Còn ông, xin lỗi, ông làm ở đâu? Tôi đấy à? À, tôi là công nhân lái tàu. Tôi lái con tàu đỏ Bình Dương Dầu Tiếng nên quen với ông chủ sở đây. Theo ngón tay chỉ của hắn, tôi day qua nhìn ông chủ. Ông cười, một giọng cười gượng, mặt méo sệt. Tôi nắm lấy bàn tay hắn, giật giật mấy cái và nói, hèn gì? Hắn trố mắt, hèn gì là sao? Tôi tán dương, con người của sông nước, hèn gì tửu lượng cao quá. Thằng em tôi, trung sĩ lái tàu hải quân, cũng uống dữ như ông vậy. Cánh thầy ký văn phòng chúng tôi, không sao theo nổi. Hắn cười ngã ngửa đầu ra ghế, đôi mắt híp lại. Tôi nghĩ, trong chế độ này, người công nhân đâu có ngồi ngang uống rượu với ông chủ mà lại với thái độ trịch thượng như vậy. Còn ông chủ thì có vẻ bối rối. Không phải công nhân mà tự xưng là công nhân để làm gì? Như vậy, hắn đã nghi tôi là cán bộ Việt Cộng. Bọn giặc thường nói với nhau, Việt Cộng hay sáp với công nhân tốt để bắt rễ cây cơ sở cách mạng trong thành. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn muốn câu tôi. Như vậy, nói chuyện với hắn, tôi càng phải kỹ. Từ khi được phân công vào vùng địch làm tình báo, tôi đã tập thành thói quen nghe nhiều hơn nói. Và khi nói, nhất là đối mặt với những tên nguy hiểm cỡ thằng này,
thì nói chậm, vừa phải, chứ để lọt ra khỏi miệng một danh từ nào có hơi hám cách mạng, ví dụ như thảo luận, vấn đề, thông cảm. Tiếng đồng chí rất được thường dùng trong chiến khu, thế mà cũng phải được đổi thành ông hay anh, em để xưng hô nhau giữa đồng chí đồng đội trong thành phố. Hơi khó, nhưng tập riết thành quen. Tên công nhân không cười nữa, ngồi bật dậy, nắm lấy vai tôi lắc mạnh, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tết rồi, mấy ảnh đánh hay quá, nhưng rút sớm, uổng thiệt. Chớ sức đâu mà kéo dài. Có mấy thằng đánh lẹt đẹt chỗ này chỗ khác, bị đồng minh với anh em binh sĩ Cộng hòa mình diệt và bắt sống hết. Báo Trắng Đen có bài tường thuật rõ trận đánh của chúng vào Đại sứ quán Hoa Kỳ, cũng chỉ gây được lộn xộn vài tiếng. Một nhúm con thiêu thân bay vào ánh đèn. Báo Dân Chúng có câu ví như vậy rất hay. Hắn phản ứng nhẹ nhàng. Nhưng họ là những người cảm tử, những người vì nghĩa lớn. Họ coi cái chết nhẹ như lông hồng. Không để hắn nói hết câu tôi nói. Tôi vừa đọc qua tờ New Week, tôi thấy hình thiếu tướng cảnh sát Nguyễn Ngọc Loan bắn gục tên tù binh Cộng sản bị trói ngoặt tay ra sau lưng. Theo tôi, hành động của thiếu tướng như vậy mới là vì nghĩa lớn. Chắc là ông chủ nhà đã lấy lại được đôi chút bình tĩnh. Ông xen vào một câu, vừa nói vừa rót đầy ba ly rượu. Ôi, bên nào vì nghĩa lớn là thay kệ họ. Mình cứ uống rượu, đừng bàn luận tranh cãi cho mệt. Thôi, ta còn sống và ngồi uống rượu như vậy là khoái rồi. Hãy nâng cốc chúc mừng cho ba người chúng ta đi. Đã cạn ba ly rượu, rút lui là vừa, tôi đứng dậy nói từ tốn. Thôi, xin phép hai ông tôi về, vì còn phải soạn bài tối đi dạy. Tên phản động, tạm gọi như vậy, liền hỏi. Đi dạy à? Thầy dạy ở đâu? Tôi đáp. Tôi phụ trách lớp Proficiency ở VAA, tức là Vietnam American Association. Các ông nghĩ thời buổi này, lương mỗi tháng 13.000 đồng, nuôi sao nổi gia đình, một vợ và bốn con, nên phải chạy vậy kiếm thêm. Nghe bà nhà đây nói, có ép phe kiếm tiền được, tôi đến ngay. Tiếc quá. Ông chủ nhà đã mạnh dạn hẳn lên, nói với người khách. Thôi để thầy về đi, sáng chủ nhật tới, mình tổ chức rồi mời lại. Uống tay bà cho quá cần câu luôn. Uống coi được đấy chớ. Dây qua tôi, ông nói. Thôi, thầy về. Về mà còn soạn bài. Tôi về nói lại với bà nhà tôi cho. Như bị thua trận, tên phản động nói lè nhè. Thầy về. Hẹn gặp lại. Ông chủ nhà vui vẻ, linh hoạt hẳn lên. Gọi với xuống nhà dưới. Tụi bay đâu? Đứa nào đem cho tao một sợi dây coi. Khoan, khoan đã thầy. À mà thầy, thứ mấy? Dạ, thứ năm. Ờ, thầy năm. Để tôi sau hai trái bưởi gửi về cho mấy cháu. Ông lấy dao nhọn đâm qua trên đầu trái bưởi, luồn dây qua sau lại một cách thành thạo và trao cho tôi. Tôi nói, xin cảm ơn ông. Cháu bé gái lúc nãy đưa tôi ra cửa, người công nhân hai tay ôm đầu gục xuống bàn. Ông chủ nhìn theo tôi, vẻ mặt rạng rỡ. Tôi đẩy xe ra đường, chốt cửa khóa lại, đánh cốp một tiếng. Tôi nghe tiếng ông chủ nhà. Này, dậy uống đi chớ. Tôi nghĩ rằng từ giờ này, ông chủ nhà mới thực sự uống rượu. Còn thằng kia chắc chưa hết suy nghĩ về tôi. Sau khi chạy lòng vòng trên mấy con đường quanh ngõ tắt, sau chợ Tân Định, để xác định không còn bị ai theo dõi, tôi đi một mạch về nhà Tám Thảo. Vào sân xem lại đằng sau xe, chỉ còn dính một trái bưởi. Mà còn một trái là cũng nhờ sự may mắn, chớ dây tuột ra mất rồi. Chủ nhà trong lúc gấp, cột không chặt, còn tôi thì tư tưởng tập trung vào một việc khác, không còn chú ý gì nữa. Về sau, tôi phân công việc đi lấy tiền cho thím Ba Đệt. Sự thật về người khách lạ, người công nhân lái tàu đò hôm đó như thế nào, thím Ba Đệt báo cáo lại cho tôi. Người uống rượu với chủ nhà chiều hôm đó là tên Hải, trung tá, phụ trách bảo vệ an ninh vòng đai Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định. Bữa tôi đến,
Bà chủ có ở nhà, nhưng trốn luôn trên lầu không dám xuống. Bà ta biết rõ, một bên là thủ trưởng tình báo phía cách mạng, một bên là sếp an ninh phía quốc gia. Bà dự đoán một cuộc đụng độ sẽ xảy ra và thế là tan nhà nát cửa. Bà nằm trên gác, nghe đối thoại mà run cầm cập. Bà nói với thím Ba Đệt, tôi phục ông ấy quá. Ăn nói rất đàng hoàng, trầm tĩnh, trót lọt, không bắt bẻ được vào đâu. Nói tiếng Anh ra tiếng Anh, tiếng Pháp ra tiếng Pháp. Và thím Ba Đệt đã trả lời, công tác tình báo là phải vậy chứ thím. Sợ chết, ăn nói lôi thôi, thì làm công tác tình báo sao được. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho những câu chuyện đầy ý nghĩa này đến mọi người nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình phát sóng hàng ngày trên kênh. Xin kính chào tạm biệt.